còn đoàn kết không? Còn đoàn kết không? Vẫn đoàn kết. Nhìn tao đi, Tôm. Tôm, hai Tôm. 1, 2, 3. Dành lên, anh lên. Chúng tôi biết là mọi người đã ăn Tết xong lâu lắm rồi. Thậm chí có bạn còn nhắn tin cho tôi biết rằng là đã đi làm trở lại để mà tranh nợ. Nhưng mà kính thưa tất cả các đồng minh thân yêu, chúng tôi bây giờ mới ăn Tết xong nè, nên cái video này mới ra đời đó. Trong cái không khí mà Tân Xuân còn đang vương vấn đâu đây, thì tôi xin được chúc nhé. Đầu tiên thì kính chúc cho tất cả các em đầu năm sẽ sắm xe ngon. Các chị thì nhà thì đông đúc đàn con tuyệt vời. Các anh thì ra đường người bảo con trời, đừng nên đụng tới cho đời mày tiêu. Các cô thì cuối tháng khỏe trả tiền bill. Còn các chú thì luôn đẹp trai sáng láng, Việt Kiều cũng phải chào thua. Các thím thì cuộc sống khỏi phải ganh đua. Các bác thì người đưa người đón, đến cả vua cũng không bằng. Vậy thôi nhé, những đóa hoa nó đang khoe sắc rực rỡ kia kìa. Video xin phép được bắt đầu. Để chào đón xuân sang, cộng đồng người Việt ở trong thành phố của chúng tôi cũng hoàng hoại đầu tư lắm. Nào là có đốt pháo, mua lưng. Có cả chương trình văn nghệ, ca múa nhạc kịch, tạp kỹ, từa lưa. Có diễn luôn cái tuồng Hai Bà Trưng nữa nè. Tuồng này hay lắm. Toàn là các chị em phụ nữ, bà con của thằng Thị Tuấn không à. U chu cha là tiếng voi nó kêu. Phải nói thật là cái khí thế nuốt chửng ngân hà. Phục ba tướng quân mã viện mà có sung lại thì cũng phải té đái, chạy dài. Công nhận là đi đâu mà bợ về được con voi hay thật á. Còn riêng cá nhân tôi, ngay trong đêm giao thừa, một gia đình người Cajun bằng hữu lâu năm, họ khai trương nhà hàng mới, mời tôi tới để mà ăn thử. Tôi cùng thằng Thiện Thiên hớn hở lên đường. Điểm giao thừa có chỗ nào tuyệt vời bằng cái chỗ mà đi nhà hàng mới khai trương không? Ăn nhiều ăn thoải mái luôn này. Đây, tôi cũng có quà cho anh Len. Thật ra thì vợ tôi chu đáo, chuẩn bị trước. Nhà hàng khai trương trùng dịp với Tết Nguyên Đán của mình, nên thôi mình lì xì cho anh ấy luôn, coi như lấy may mắn. Vì hôm nay là ngày khai trương, cho nên là toàn là gia đình và thân nhân thôi. Hai thằng tôi là hai thằng Việt Nam hiếm hoi lọt vào đây đó, cho nên các bạn mới thấy cái không khí nhà hàng nó mới vui như thế này, ồn ào như thế này. Là tại vì chỉ có bạn bè và người thân mới ồn ào thế này thôi, chứ khách ai mà ồn ào. Thực ra thì mang tiếng nhà hàng cũng được, mà quán nhậu cũng được. Đa số tới đây để mà uống bia, uống rượu, cho nên có con bo đó mà. Chứ còn mấy món ăn chính thì chỉ có steak hoặc là bánh mì đồ này nọ thôi à. Hiện tại bây giờ là người thân với lại bạn bè của anh Len toàn là Mỹ trắng thôi, tôi không thấy một Mỹ đen nào luôn. Chỉ có lẻ loi hai thằng Việt Nam chui vào đây, được không? Mày xin cái này lên, nó thấy có vị Tết rồi đó. Đỏ vàng vàng là Tết rồi đó. Cắn một miếng cái tự nhiên nhớ bài nhạc Mẹ ơi hoa cúc phô mai nở rồi. Mẹ ơi hoa cúc phô mai nở rồi. Yo. Thank you. Oh, pasta. Có codfish, có tôm. Được không? Đấy, tại vì Tết cho nên tôi kêu cái món gì nó vàng vàng, đỏ cho nó đẹp. Tôm chiên, đỏ vàng vàng. Cá chiên. Nói rồi, quán nhậu mà. Cho nên là mấy món ăn này là ăn chơi. Thử miếng coi anh nè. Nóng hơi hổi nè. Sốt ngon.
chung vui với gia đình của anh bạn người kitchen của tôi được một tiếng, thì hai anh em tôi lên đường ra về, về để nhậu với anh em ở trong nhóm. Và quan trọng là cùng nhau đón giao thừa nữa chứ. Đêm nay tôi sẽ cho anh em chơi bầu cua, nhưng là bầu cua tự định đoạt số phận của mình. Tôi thì làm cái, còn anh em tha hồ mà sát phạt. Đêm giao thừa chẳng có gì, lì xì cho anh em, bao lì xì để sẵn. Một thang Happy New Year. Mày Happy New Year. Còn mày Happy New Year. Trời ơi, chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng. Và thưa các bạn, bầu cua ngày xưa cái sóc xưa rồi, bây giờ bầu cua là phải kiểu này này, thấy không? Thả ba viên nó chạy xuống, có nghĩa là người chơi quyết định số phần của mình, đặt thay phiên nhau, mỗi thằng cứ thả vô vậy đó. Rồi vô đi anh em, tao vẫn làm cái thôi nha. Cứ đặt đi, đặt đi cho có không khí sung anh em. Thằng này gà tôm rồi, một thôi thả điều tay trước. Một gà, một tôm có tôm, có tôm không có gà, có bầu, có bầu, có tôm. Rồi vẫn ăn, vẫn thảy nha, vẫn ăn, vẫn thảy nha. Tiếc cá đi, cá thằng này này, thằng này cua. Thả tiếng Việt được không? Cua. thả điều tay chút xíu cho nó hấp dẫn. Cua nai cá, cá cua nai cá. Tự quyết định số phận của mình. Cua nai cá, hai nai. Con nai, rồi nai này đấy, đúng không? Hai tôm luôn kìa. Cua không có, hai tôm luôn, cá không có. Một con nai hay hai con nai? Một nai thôi, một nai. Rồi cứ hễ nó không thắng là đổi thằng. Tôm đang hên đấy, gà. Rồi cua một cái thả vô góc này. Tôm. Cua, hai gà, một tôm. Thằng này, thằng này tệ thiệt. Đây có tôm nè. Tôm có tim. Hai gà phải không? Hai gà, một tôm. Tôm đang hen, tôm đang hen. Rồi sao nữa? Cua, bầu. Tiếp tục tôm tiếp. Tụi nó đoàn kết lắm. Đặt gì đặt một cái à? Hai gà. Đây. Mấy chờ đổi, đúng rồi, phải đổi. Đúng. Hai cá. Cái đổ nờ đầu năm. Cái đổ nờ đầu năm. Bọn này nó đoàn kết lắm. Nó đặt cái gì đặt một cửa à. Rồi vô bầu. Bầu. Không bầu. Tụi mày hả? Vẫn có cua hả? Cái vẫn bờ lút. Còn đoàn kết không? Vẫn đoàn kết. Vẫn đoàn kết. Tôm. Tôm. Hai tôm. Hai tôm luôn. Tụi nó đoàn kết quá tôi sợ. Cái là sợ nhất là mấy cái dù mà đoàn kết á. Cái thích rải hết sáu mặt á. Vì là đầu năm nên tôi không nỡ văn tục cái bọn này, nhưng trong lòng của tôi có phần ấm ức thật à nghe. Tiên sư tụi nó chơi bầu cua cái kiểu gì mà toàn là đặt một con không à. Nên kết quả của đêm giao thừa này, tôi bị đổ nợ, xém bỏ xứ mà đi. Hôm nay là mùng 1 Tết, gió xuân mát lạnh, nắng xuân nó reo vui. Hai vợ chồng tôi lôi đầu của hai đứa nhỏ ra để mà chụp một album hình Tết. Trước là để làm kỷ niệm và sau là đăng lên Facebook để mà chúc Tết cho bà con và khán giả. Kính giỏi chứ, kính làm người mẫu giỏi chứ kìa. Ơ, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Ôi, mong mày chạy. Có dần té cho con. Còn anh này thì chỉ muốn chơi, chẳng chụp hình gì hết. Phải cho lì xì mới chịu hợp tác này, thấy không? Phải cho lì xì mới chịu hợp tác. Đi đi, tạo dáng đi cho mong mày chụp hình. Đó, đó, dán tay lên vậy đó. Đó, chúng tôi đồ hàng vậy đó con. Ờ, được. Này, có ai thục nữ chưa này? Thục nữ chưa? Ô, có cái mặt thục nữ kìa. Cho đây đi bao lì xì nè. Tuy năm anh này em lớn, nhưng vẫn ít ít đó bao lì xì. Thấy vợ tôi giỏi không? Rất là vất vả. Chụp hình cho mấy đứa con là thú vui của nàng đó. Thú vui của tôi là quay phim, thú vui của nàng là chụp hình. Nhìn thấy nàng vất vả như thế cho nên tôi quyết định hát tặng nàng một bài nhạc được mang tên Tình ca Xuân Vũ Phu. Thưa các bạn, Tình ca Xuân Vũ Phu. Bài hát vài câu thôi như thế này. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì bây giờ đây anh sẽ đánh em hàng ngày. Chứ Tết này anh cũng không thèm chơi hoa, vì môi em bầm như hoa đào vào ngày xuân.
Úi trời ơi, chụp hình mà chui vô bụi vô cây kìa. Khổ lắm, cái hậu trường nó khổ lắm. Nhưng không sao, đầu năm gọi là vui, chứ đừng có kêu là khổ ha. Đầu năm như thế là vui. Chui vô cây vui lắm. Chui vô bụi nó vui lắm. Vui. Đó, đẹp chưa, hợp tác chưa. Em, chụp cho ba cho con bức nha. Đã hay, mới thay thêm bộ mới này. Quay một vòng với cô chú coi này. Bà đừng ẻo quá bà ơi. Yeah, sợ chưa, điều vũng thiên nga nữa. Đây chính là thức ăn dành cho mùa thích của tôi này. Không biết người ta mê món gì ha. Thịt đông, thịt đồ này nọ, là chả lụa nem đồ này nọ. Tôi thì chỉ khoái cái này thôi. Đây, vâng, thưa tất cả đồng minh. Mắm đu đủ. Bánh tét, nhưng bánh tét tôi thích chiên lên để mình ăn với mắm. Còn đây là đồ chua ngọt, không biết tôi nói đúng không, của bà cô làm tặng này. Đây là mắm tôm chua. Thấy chưa, có riềng, có ớt này nọ ở bên trong á, thơm lắm. Mình giả thêm ớt, thêm tỏi, nặng thật nhiều chanh vô, nặng chút xíu tắc nữa, càng bền lúc. Điều là đặc sản Lăng Cô, quê hương tôi. Đây này, hàng thật giá đúng, trẻ già đều không bị lường gạt. Cái này mắm ruốc đó, vài bữa mình ăn mắm đu đủ với mắm tôm chua này nọ đó, ớn rồi đó, đồ chua ngọt này nọ ớn rồi đó, có thể mua thịt ba chỉ về kho với mắm ruốc. Còn đây là dì của tôi. Vâng, thưa các bạn, mắm nêm dì Cẩn đó. Lý do mà tôi để chữ dì là tại vì tôi nhiều khi tôi nhớ lộn là bả là thành cô của tôi, nên tôi kêu là dì Cẩn. Sáu chai của dì Cẩn của tôi. Cái này cũng là mắm tôm chua. Đây, mắm tôm chua đặc sản Lăng Cô đây. Đây cũng là mắm ruốc, hàng thực giá đúng, từ Việt Nam đem qua. Bà già vợ tôi về Việt Nam chơi, tất cả những thứ này đều được, vừa là bạn của vợ tôi mà vừa là đồng minh của tôi gửi qua tặng. Cho nên là Tết này anh không thèm kéo mực, vì đã có mắm Lăng Cô thơm ngọt tựa. Chết mẹ mắm mà đi tôi gọi là thơm ngọt. Đó, đại khái nhiêu đây, chúng ta ăn nguyên cả mùa Tết, hết tháng giêng nha. Đây, nói là làm này. Làm miếng mắm trước đi. Ê, mắm đu đủ nha, đặc sản Lăng Cô, mắm đu đủ. Chứ không phải là... Rồi vô. Giòn rụm. Giòn rụm. Bánh tét chiên. Bonus thêm chả giò. Cũng vừa mới chiên xong luôn. Tôi nói rồi, thức ăn của nguyên cái tháng giêng của tôi đó, đơn giản thế này đó, mà bảo đảm sẽ lấy được nước miếng bao nhiêu người. Làm miếng bánh tét luôn nè, vẫn còn ấm ấm à. Vô nè. Mời các đồng minh, Happy New Year. Tôi còn có cái ý định này nè, là cùng ăn Tết với khán giả của nhóm Cơm Hến. Nên tôi đã đăng cái tấm hình này lên mà khoe. Rồi kêu gọi mọi người hãy đăng những món ăn ấn tượng nhất của 3 ngày Tết, hoặc hình du xuân của mình và gia đình vào phần bình luận. Tôi sẽ chọn lọc và sẽ đưa vào cái video Tết này luôn, thì các đồng minh của tôi liền hưởng ứng rất nhiệt liệt. Và sau đây là hình của các món ăn, từ bình dân cho đến quyến rũ. Ngoài bánh tét và dưa món ra, thì hình thức ăn còn có ẩm thực của ba miền, chẳng hạn như là lẩu mắm miền Tây nè. Mâm cỗ của miền Bắc nè, coi chị dậu kìa, hấp dẫn chưa? Còn các món ăn miền Trung cũng bao la. Còn đây là một trong những loại trái cây mà tôi thích nhất nè. Còn bà này, đầu năm đã ăn ẩm thực của Oppa rồi. Đa số các cha mẹ trẻ đều đăng hình của con mình lên. Ú chua cha, toàn là nam thanh nữ tú.
Sẵn đang nói đến hình con cái thì cặp này hay nè, đáng nhắc tới lắm. Cặp đôi Võ Đông Sơn và Bạch Thu Hà này tiết lộ cho tôi biết rằng là tôi chính là ông Mai, nên họ mới có ngay hôm nay. Chuyện là cả hai đều là khán giả của nhóm Công Hến. Sau nhiều lần tương tác với nhau ở trên Facebook, và rồi họ quyết định tương tác với nhau chỗ khác tối hơn. Bây giờ đã thành một gia đình nhỏ rồi đó. Xin chúc mừng cho cái sự tương tác nâng cấp theo thời gian của hai em. Vừa rồi là các tấm hình du xuân của các mỹ nhân, nhưng tôi thích nhất, ấn tượng nhất là hình của đại gia đình như thế này nè. Vàng khè. Còn gia đình này, đỏ rực. Còn gia đình này thì toàn là fan của K-pop, bắn tim tè le kia kìa. Nói chưa, cảm ơn tất cả các đồng minh đã chia sẻ những tấm hình vừa rồi. Sang năm chúng ta làm tiếp nha. Hôm nay mới là chính thức ăn Tết nè. Vâng thưa các bạn, tôi sẽ nấu cái món crawfish xào bằng chảo thần thánh của tôi. Hy vọng anh em sẽ ăn ngon, sau đó cùng nhau vui chơi. Như thế mới gọi là cùng nhau đón xuân sang chứ. Sai được đây, sai này ngon rồi đây. Năm nay vào mùa sớm cũng đúng thôi. Còn bây giờ crawfish nó to như thế này là thứ nhất là bây giờ là đã gần tháng 2 rồi. Rồi năm vừa rồi đó, mưa triền miên luôn. Mà ở Louisiana mà mưa càng nhiều thì crawfish nó càng vào mùa sớm. Và crawfish nó lại càng đẩy đà như thế này. Crawfish này là tôi mua của một gia đình người Cajun. Họ vẫn vừa mới đánh bắt lên sáng nay luôn. Và có cái máy rửa tại chỗ, họ rửa sạch cho tôi lắm. Nhưng mà bây giờ mình rửa lại sơ sơ cho nó chắc ăn. Tất cả các phụ liệu để mà mình xào cái món crawfish để mà ăn ngay đầu năm đây. Đây, không thể nào thiếu cái nước gia vị mà để mình luộc crawfish hoặc là mình xào đó. Bỏ chút xíu này vô thì không thể nào lầm vào đâu được. Đó chính là mùi crawfish. Đặc biệt cái kiểu xào của tôi thì phải có dầu hào. Còn đây có xúc xích à, bơ đấy. Tám thỏi như thế này ha, tha hồ mà béo. Không thể nào thiếu hành và tỏi. Cần phải nhiều hành nha. Quan trọng hơn nữa, lemon là cần lắm á. Xào cái kiểu này lemon nó khử được mùi tanh này. Với lại nó sẽ làm cái sốt nó chua chua ngọt ngọt. Nếu mà các bạn theo dõi nhóm Hến lâu rồi đó thì các bạn còn nhớ tôi đã xào cái crawfish này kiểu này một lần thôi. Nhưng mà dành cho bạn nào là chưa quay video đó hoặc là mới qua gần đây thì chạy chút xíu nước miếng với chúng tôi nha. Để làm gì? Vâng thưa các bạn, đóng chai gửi cho tôi làm kỷ niệm nào. Chờ xem. Bây giờ tôi sơ chế này, tôi sơ chế hết tất cả này. Bây giờ tôi để cái tay đây này, thấy chưa? Tôi đưa vào đây này, lấy ra này, xong xuôi hết. Xong xuôi, hành đã cắt, tỏi đã đập dập, chanh đã cắt. Cái này thì vẫn còn đóng. Còn bây giờ là lôi cái chảo thần thánh ra thôi. Ráp vô, bỏ ga, bỏ đồ vô hết. Nói thật chứ tôi có nhiều vũ khí giả ngoại lắm. Nhưng mà cái món mà tôi thích nhất chính là cái chảo thần thánh này. Tại mình dễ dùng, dễ chùi dọn. Đó, có cái chắn gió này thì lúc mình nấu gió có thổi hai bên đi nữa thì cũng chẳng sao. Còn chỗ này thì mình đứng rồi, mình đứng chiên xào ngoài phía ngoài này rồi, nên không có sợ gió tạt vào. Đó, xong, khi nào nấu thì bật ga lên nấu thôi. Hey, bạn thân ơi bạn thân, hôm nay anh em có được ăn Tết ngon miệng hay không phải nhờ đến bạn thân đó anh bạn ơi. Rượu này, tequila cũng pha sẵn luôn rồi. Qua cái là cùng nhau nâng ly mừng sống sáng. Hẹn với anh em là 8 giờ, nhưng mà chắc khoảng 7 giờ là tôi bắt đầu nấu được rồi đó. Đến lúc mà anh em qua cái là có ăn liền. Rút kinh nghiệm những lần trước, có lần tôi đổ bánh xèo đó, cũng bằng cái chảo thần thánh này nè. Anh em ngồi nó chờ mặt thằng nào thằng nấy nhìn nó đánh ác, y hệt như mặt có mấy thằng vũ phu chuyên đánh vừa hàng ngày vậy đó. Tại bắt tụi nó ngồi chơi, hôm nay bảo đảm tụi nó sẽ hết nét mặt vũ phu. Đây nè, bao lì xì nè. Đêm giao thừa thì mình lì xì tiền Việt Nam cho nó vui. Nhưng mà
tối nay mới là đêm ăn Tết chính thức, nên là phải có bao lì xì và phải lì xì tiền thiệt cho mọi người để cùng nhau chơi các trò chơi. Lì xì cho anh em trong nhóm cũng như lì xì cho vợ, cho con của tôi rồi này nọ. Đại khái là ai tới được thì sẽ có tiền lì xì. Hôm nay chúng ta chơi trò gì thì các bạn tiếp tục coi đi rồi sẽ biết thôi. Bây giờ bỏ tiền vào này, chắc chắn là mình nhét vô xong rồi tụi nó cầm cái bao lì xì nó tưởng đâu được nhiều lắm. Hớn hở mở ra cái tiền một không. 20 đồng được rồi, 20 đồng này là đủ chơi một đêm. Rồi, bao lì xì đã xong. Rồi nè, hành tỏi bỏ ra, xúc xích, chanh bỏ ra. Còn đây là cái nồi, có cái nắp nữa chứ. Nói chung là tụi nó vừa tới là có ăn ngay. Tụi nó chỉ cần vắt những cái đít mà nhiều mụn tới đây thôi. Còn mọi chuyện khác cứ để tôi lo. Giống như câu nói mà, gặp non thì mở lối mà gặp suối thì bắt cầu. Chính là tôi đây. Rồi, và sau đây chúng ta nấu nè. Bật lửa lên nè. Bỏ bơ vô nè. Sau đó là hành và tỏi. Thơm ghê, thơm ghê. Bỏ co fish vô nè. Thơm quá, thơm quá. Mùi tỏi, mùi hành, mùi kho fish. Chưa bỏ gia vị gì vô đó mà nó thơm như thế này rồi đó. Dầu hào này. Mắc cười nha. Con hàu á thì tôi kêu là con hàu, mà cứ hễ dầu đến nói đến dầu thì phải kêu dầu hào. Quen rồi. Chanh vô luôn. Không ngon không lấy tiền. Mà có ngon thì cũng đâu lấy tiền được. Chút xíu muối nữa chứ. Thơm quá, thơm quá. Không phải là vì tôi nấu mà tôi khen nó thơm đâu nha. Mà nguyên nhân chính là tại vì do tôi nấu. Thơm quá, thơm quá. Đây nè, bỏ nước ớt lên luôn. Nhiều đó thôi cả cây. Tét họng chứ không có chơi đâu á. Mùi nước ớt vô quyến rũ liền lập tức. Bây giờ nó thử một con này. Ây da, nóng quá, nóng quá. Nhiều gạch, rất ngọt. Con này bấm này. Đây nha. Múc ngón tay luôn. Nước sốt chua chua ngọt, ngon lắm. Vô. Đây nè. Tuyệt vời. Tôi thật sự rất là hài lòng về sản phẩm của mình vừa mới được tạo ra. Hy vọng anh em cũng như thế. Bây giờ múc hết đúng này, bỏ vào bên son, tiếp tục nấu. Xúc đầu tiên, bây giờ là xúc thứ hai.
thằng tới. Ê, hey, Happy New Year boy. Thơm không? Ba bắt đầu nấu từ lúc 7 giờ đến giờ đó. Ừ, để chờ có đồng minh mấy cái mày. Thôi mày trợ giùm tao chút mày. Làm nãy giờ mệt. Đúng rồi đó. Mỏi tay không? Đúng rồi, mày mới trở có 2 phút sao mỏi được. Mày đứng mày làm một liên tục 1 tiếng như tao đi. Thơm đấy. Trước mắt hử thì thấy thơm đúng không? Mà ăn không biết ngon hay không đúng không? Nó thấm mà. Dạ. Cái này mình làm nó thấm vô rồi. Đúng, tại vì lúc mình luộc á thì cái nước nó sẽ bị đi vô. Cái nước ngọt của con confit nó đi vào trong nước hết rồi. Còn mình làm cái này là cái nước ngọt của nó ứ ra rồi xong nó lại thấm ngược vô lại. Như cái hơi này nè, thơm như vậy này nó cũng ngấm vô con confit rồi. Đúng. Xong rồi đó, chính rồi đó, bỏ qua. Rồi tao múc cho vợ của thằng Khôi với là chị Khanh mày. Một khay cho hai người đàn bà họ hưởng thụ ở trong nhà đó. Anh em mình ăn nhậu ngoài này. Ăn nhậu xong chơi ngoài này luôn. Nghe đồn các chị em phụ nữ với các thiếu nhi cũng sẽ ra chơi luôn. Tết mà. Rồi bây giờ trộn điều lên. Múc cho vợ của tôi với là vợ của thằng Thị Khôi. Một khay nho nhỏ cho hai chị em nó review ở trong nhà. Rồi, đã mòn đã qua. Ê, Happy New Year các đồng minh tiếng mày. Vô lại Happy New Year nè, bé mình luôn. Bảo thằng mình. Bé mình đi. Thằng kia lại làm eo rồi, tới nơi chạy vô nhà nữa rồi. Ôi vô, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới các đồng minh nha. Vô. Happy New Year. Review con thử đi. Và thấy ngon không? Khoan múc sót đá, ăn thịt rồi xong mới múc ngoài. Múc thế nào ra? Cắn miếng. Ừ, béo quá. Nếu mà lạc thì múc cái ngón tay. Cái sốt bên ngoài á mới là quan trọng. Không vừa rồi. Ừ. Bơ béo béo, tỏi thơm. Lấy nó ra. Rồi. Lạc miếng thịt rồi múc ngón tay luôn. Sao? Thịt ngọt không? Ngon. Thích không? Ngon ha? Ngon. được. Không phải là đẹp tim mà là ngon thiệt đúng. Ngon mở cái gì là ngon gì luôn á. Ngon mở làm đúng mở cái chơi là bẻ. Mấy cái này mà mình xéo nè. Ở đây toàn luộc bẻ mà xéo này là ngon. Thì đó đặc biệt. Hai cái thằng quỷ dễ thương này mới review có hai con mà đã ca ngợi lẫm liệt. Còn suối tôi là sao để mà đem đi bán nữa chứ. Tiên sư tụi nó làm tôi vui gần chết. Nhưng vui thì vui vậy thôi. Xào cho anh em ăn thì được nha. Chứ tôi chẳng dám mơ xào đem đi bán. Vâng, ở đời nó vậy á. Có nhiều chuyện mình có thể làm với những người này, nhưng không thể nào làm với những người khác. Tôi xin được ví dụ nha. Giống như là một người đàn bà có bầu gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách. Người bạn thân đó liền chạy tới sờ vào cái bụng rồi nói rằng xin chúc mừng. Chứ người bạn thân đó không thể nào mà chạy tới thằng chồng rồi lấy tay rờ vào cái bộ hạ của nó rồi nói giỏi quá. Thật ra xào này nó ngon hơn luộc nhiều. Anh em cứ tự nhiên mà hưởng vinh hoa phú quý đi anh em. Ngon. Đến với tao là tụi bay chỉ có vinh hoa phú quý thôi. Anh em cứ tưởng vinh hoa phú quý đi anh em ơi. Dạ. Các đồng minh biết này, con biết chỗ này lần đầu tiên ăn đúng không? Chấm mấy điểm? Mày trước, thằng Thị Tuấn. Cho tao vui với coi. Lần sau tao còn nấu cho anh em ăn. 9.5. Rồi, 9.5, khi nào mày cũng tiết kiệm với tao. Thằng Thị Thiên, mấy điểm? 9.5. 9.5, mày còn tiết kiệm hơn nữa. Lúc nãy ca người lẫm liệt nhất, cho là chết điểm của thua thằng Thị Tuấn nữa. Rồi, Thị Khôi mấy điểm? 9 á. 9 điểm hả? Ok, thank you, vô tiếp đi. Ăn sau xịt bô nha, ăn không có no đâu. Ăn con biết không có no đâu. Nó sao xịt vô. Con sống mà 4.9 với 1 pound là mắc á. Là mắc bao. Dạ, tại vì nó đầu mắc á. Đầu mùa mà. Năm nay con phép nó lên 1 pound 4.9 là đúng rồi. Bây giờ cái gì chẳng đắt thì tao nói bây giờ trứng gà còn lên mà nhớ không? Đúng rồi. Trứng gà ở Mỹ đây bây giờ còn lên mà. Nhưng mà 10 con chạy chắc thoát được có mấy con rồi. Mấy con hả? Mấy anh ta bây giờ bay qua thế giới động vật rồi. Nó bay xuống lại đi. Rắn đẻ là phải đi ra thôi. Nó quên nó ăn con nó. Rành lắm anh nào anh ấy cũng rành lắm. Giống mấy con gấu ở Alaska khô nha, nó cứ đứng ở ngay cái chỗ mà mấy con cá hồi ấy, nó nhận ngược lại, thế nào nó cứ thế nó ăn thôi. Rồi. Ồ thơm.
Lấy đi. Đây, làm cận cảnh cho nó đẹp nha. Bóc ra này. Đây, với gạch này. Gạch vàng không? Bây giờ mình hấp này. Làm cho đúng bài này. Khoan này, hấp này. Mình chỉ cần gỡ hai khoanh ở trên thôi nha. Nếu mà đụng bên nào mà không biết cách gỡ con phải tới bài cho. Rồi sau đó mình bấm dưới cái đuôi của nó. Giật nó ra. Đây. Vô. Ăn gì bền giữa mấy cha. Ê cái đó vỏ chanh đừng ăn. Cái đó vỏ chanh mà. Ồ tao tưởng mày ăn vỏ chanh. Say rồi, say rồi. Say rồi. Say rồi. Ê đố anh em nha. Tại sao người Việt mình á lại gọi là Lunar New Year? Mà người Mỹ á mỗi lần mà tao giống như tao với Thiên này đi ăn Grand Open nhà hàng của thằng Lens đó. Nó nói là tụi bay ăn Chinese New Year hả? Thì tao trả lời yes, đúng không? Nhưng mà trong lòng tao buồn mất mát. Tại sao nó gọi người Mỹ người ta gọi là Chinese New Year? Tao hay nói là Vietnamese New Year. Tao không có nói Lunar nhiều. Có nhiều người họ nói tại vì người ta gọi là Chinese New Year là tại vì nó từ Trung Quốc mà ra. Nhưng mà người Việt mình á thì cũng có nhiều cái tài liệu nói rằng là từ Việt Nam mình mà ra. Ngày xưa là người Việt mình là trồng lúa nước trước cái tàu. Mùa trăng là bắt đầu. Gặt đồ này nọ xong xuôi là ăn mừng. Rồi tàu hồi qua bắt trước. Lunar là trăng vậy. Ủa vậy thì Hàn Quốc đồ nó cũng ở châu Á nó ăn thì bị tàu qua đánh, tàu qua chiếm. Có, cũng có thời gian. Ngày xưa người Nhật á cũng ăn như người Việt mình mà bây giờ người Nhật bỏ rồi. Người Nhật bây giờ ăn theo kiểu phương Tây rồi. Cho nên đi đâu mà có ai nói tụi bay có ăn Chinese New Year không? Hãy thẳng thắn nói cho họ biết không phải là Chinese New Year mà là Lunar New Year. Nhớ nha mày. Nhớ nha Khôi. Không phải là Chinese New Year. Đại Chinese nó qua bên Mỹ trước Việt Nam á. Nó tới đây nhiều nhất. Nó tới sớm nhất với nhiều nhất. Nó tới đây từ cái thời mà còn cái đuôi sam á, Mãng Thanh á. Nó qua đây rồi. Chưa chắc là Tết của nó. Nhiều cái Tết của Việt Nam mình đó. Thôi xong rồi mấy cha, dẹp đi ăn hoài à. Rồi, kính thưa tất cả các đồng minh, sau khi anh em chúng tôi đã ăn xong thì khi nào cũng sẽ có tiết mục thứ hai. Trò chơi này thực ra chúng tôi đã từng chơi rồi, cái này là female. Female mà dịch ra tiếng Việt là gì tốt? Cái. Cái đấy có nghĩa là làm cái đó. Còn baby dịch ra tiếng Việt là gì Khôi? Con nít là con rồi. Đây con. Đó, trò này mình chơi là anh em có chắc mình nhớ gì? Quánh tu ti, đêm giao thừa là lì xì chúng mày là tiền Việt để mà có chút xíu gọi là nhất quê hương. Còn lần này là tiền đô thiệt này. Để mà chơi. Happy New Year. UK á. Happy New Year. Bây giờ chơi thử cho các đồng minh thấy nha. Cái đại diện cho tôi. Con là đại diện cho ba thằng đó. Có nguyên lót tiền sẵn đây để chung đây nè. Coi nè. Đó bây giờ đặt đi. Thằng nào? Mày phải không? Ra ngay chỗ này để kem ra có thể thấy này. Không thử luôn. Một phát thôi. Nếu mà nó thắng là tất cả mọi người đều thắng. Tại vì cái ba thằng đều đặt con. Con là đại diện cái thằng chơi, còn cái là tôi. Chỉ cần cái thắng là cái bờ hết. 1, 2, 3 ra hay là sao? 1, 2, 3 ra. 1, 2, 3 một cái thôi. Đúng lên con, ăn đi. Giữ đây luôn, I press. Hết luôn. I press. Thêm nó ăn rồi. 1, 2, 3 lại ăn đầm hơn. Lại ăn đầm hơn. Đó. Cứ lấy. 1, 2, 3 Mày. 1, 2, 3 Cứ cái. Press luôn. Yes. Chụm hết. Mày hả bưởi? Hai con. 1, 2, 3 Cái lường quá. Để biết là tốt. Bây giờ tụi nó đoàn kết lắm, tụi nó thua vài đồng rồi là bắt đầu tụi nó nhảy qua hết rồi. Để tao quay. Chỗ nào này? Tốt, ngay chỗ này là kem nào thấy này. Cái này một cái này tính là thời 4. Bây giờ bắt đầu. 1 2 3. Bưởi này. Hết luôn. Xong chưa? Thôi đấy là ăn đau tại vì đang ăn luôn. 1 2 3. 1 2 3. Mày. Lấy là ăn đau. Ồ, thiếu nữ ra kìa, mọi người ra kìa. Yo, come here. Đến đây lì xì này. Đây, Happy New Year cho con này. Con nói Happy New Year chứ? Happy New Year. Này, boss này. Boss này. Này, cho con này. Cho mami luôn, đặt luôn. Holly. Quái bụng kìa, cái bụng vợ của thằng em vợ trời sợ kìa. Bụng đâu? Khoe này. Ồ, bụng kìa, đã không?
Rồi, Holly, em, tin ai? I choose Queen, I choose Queen. Let's go for Queen. Yeah, come on Queen. Rồi, let's go. Đứng dậy đàng hoàng. 1, 2, 3, go. May hả bữa. Đến từ Holly. 1, 2, 3. Yeah. Holly. Rồi, đến việc biệt thự tôi. Bấm đi vô. Rồi này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Em còn thắng là em còn được chơi. Một, ba, hai, một, hai, ba. Fooling wrong. Fooling wrong. I passed you. Yeah. Thôi tin tao à? Yes. You trust daddy? Trust the guy. Oh, nhiều người tin tôi quá. Vợ tôi, con tôi, em vợ trời sợ của tôi. Holly in here. Nói chung là cả gia đình tôi. Con tôi phản bội rồi. Một, ngay chỗ này nha. Một, hai, bắt mày ra bụng. What the hell? Let me do it. Xong chưa? Một, hai, ba. Yeah. My goodness. Bà con, để biết Queen đó. Queen, let's go, Queen. Bạn chứng rồi, hai người này bạn chứng rồi. 1, 2, 3. Ôi, yes. Queen giỏi quá, Queen thắng rồi. Khôi xem thường Queen hả? Khôi xem thường Queen hả? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ăn mà, Queen bị bưởi. Trời ơi. Trời ơi. Giỏi quá kìa. Giỏi quá. Giỏi quá. Giúp mẹ cô ăn kìa. No way ba lần nên là rồi. One, two, three. Một, hai, ba. Chết đi baby. No. Từ từ em nào cũng có, lộn xộn em có em không. Thưa tất cả các đồng minh, đến viên biệt thự của tôi. Và người nào cũng tin biệt thự tôi hết. Một, hai, ba. Yeah. I knew it. Ôi chàng, con vợ tôi. Con vợ tôi đã giết tôi rồi. Con vợ tôi đã giết tôi rồi bà con ơi. Một, hai, ba. Yeah. Lên kéo luôn. Đây, ba lần kéo luôn. Một, hai, ba. Chết tôi rồi. Con vợ tôi đã giết tôi chết rồi. 1, 2, 3. Bưởi. Nó bưởi. Oh. Yes. Oh, yes. Here, one time done. Here, one time done. Mày bưởi. Nó bưởi. Nó bưởi. 1, 2, 3. Dụ nó sao. Tôi quét nước. Trời ơi. Càng lấy 2 lần. 1, 2, thông một hai tổ một hai thế thôi thôi bộ mấy đứa nhỏ vô đi cái lạnh em thắng hay thua quan vợ tôi này. Vợ tôi thắng là 5 đồng, Holly bao nhiêu? Holly thắng 2 đồng, Queen thắng được 3 đồng thôi, thắng được rồi. Thưa tất cả các đồng minh, sau khi chơi gần 1 tiếng thì cuối cùng đây là những đồng tiền cuối cùng của mấy anh ta, các chị em phụ nữ với con nít ăn vô nhà rồi. Thắng anh em sẽ ra về trắng tay, coi như là đầu năm trắng tay nhưng mà may mắn ha. May mắn cho tao á. Chỗ này này. 1 2 3. Rồi sao hết luôn. Happy New Year anh em. Happy New Year anh em. Happy New Year. Rốt cuộc mang tiếng là tôi lì xì nhưng chẳng có thằng nào ra về với $1 của tôi. Và đó là những hình ảnh ăn Tết của chúng tôi. Xin được cảm ơn tất cả các đồng minh thân yêu đã theo dõi video này. Một lần nữa xin chúc mừng năm mới đến toàn thể chư vị. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong video sớm nhất.